hoài vậy hả mày? Đi dọn cái đó nữa kìa. Rồi rồi, nó đi dọn đi rồi con dọn sao cho, đừng lo nó dễ ẹt à. Ờ, tao cho mày nói, tao nói đây, tao kêu hết lên mày. Lên là mày nói, tao chưa dọn xong nha mày. Mày trời, yên tâm con, chút xíu mà làm liền à. Rồi mày cũng không phụ tao lau nhà quét nhà cho mày, tao tới điện thoại hoài chứ không. Mày dọn xong chưa? Trời trời ơi, con ốc dọn sạch sẽ cho rồi. Đi ra thịt chết khỏi anh tao coi. Tới chết tới nơi nhà cỏ, cỏ nào tùm lên gì mày không xịt sụt gì hết trơn à. Phụ giúp được gì trơn á. Rồi rồi, để đi để còn việc hết luôn, khỏi lo gì, tẩm gốc luôn. Ông nói đi tao, tao xong nhà rồi mày biết ha. Biết ha. Vô. Nhìn hình ảnh mà những người mà mặc đồ bộ, mà đồ bộ đúng chợ luôn á, vải mà nó bèo á. Ủa không, này hơi lát chứ. Ủa mà chị bận đồ bộ vậy, chị thích ai không ta? Ủa rồi xong đi ra ngoài đường, thậm chí có người đi xe máy chạy vòng vòng ngoài đường á, rất là tự tin luôn. Mà không hiểu tại sao có thể mặc bộ đồ đó đi ra đường, chị không hiểu. Khúc này nó hơi lát nặng hơn nè, lát nặng hơn nè, mà ăn béo tay nó ngộ vậy á. Cause you know that baby I'm your biggest fan. I follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no one superstar. You know that I'm... Ủa, vấn đề chính nè. Trời ơi, tao ngủ không được mấy đứa ơi. Mấy chị mấy mẹ, em khuyên mấy chị mấy mẹ đừng có về miền Tây nha. Mấy chị mấy mẹ về miền Tây, mấy chị mấy mẹ tối ngủ sợ ma chết luôn. Ra đường sợ chết luôn. Trời ơi, người ta bận đồ bộ chạy bay cái bay bay ngoài đường á, đi phụ đáp phụ tiệc đồ bận đồ bộ mà. Bộ mà nhà mẹ má cũng bận đồ bộ, suốt em cũng bận ra chợ bộ đồ này đâu. 130.000 luôn, cái quần bỏ quần ngoài thằng nước để làm gì vậy á, lấy áo bận đơn thôi luôn mấy anh mấy chị. Ở đây đi đám đi tiệc, người ta không có chuyện gì nhiều, người ta bận đồ chợ, bận đồ 100-200 thôi. Trời ơi, nói đi nói lại chị cũng phải thông cảm cho dân miền Tây tụi em. Mấy chị mấy mẹ chứ đây không có tiền á, mua không bộ, hai bộ, 1 triệu, 2 triệu. Trời ơi, tiền đâu ra. Trời ơi, người ta hả, mấy bạc cặp đồng vậy thôi, có gì đâu. Trời ơi, dưới đây á, bận đồ bộ 100-200, người ta đi đám không hà. Nhưng mà ngặt cái đó, đi đám thôi mà. Có 3-4 cây vàng, 2-3 cây vàng hả chị? Mà đâu, như vàng nay là 50-mấy triệu một cây á. Nó rẻ ghê hả chị? Mình nhớ nha chị, nhớ em khuyên chân thành luôn, mấy chị mấy mẹ đừng về miền Tây. Mấy chị mấy mẹ về miền Tây đưa bộ á, tối ngủ sợ ma chết luôn á. Thiệt á. Trời ơi, lỗi lợi. Chết chứ nào, tốt nhất chết chứ nào. Hả? Vừa sắm được đồ mới. Giày mới. Ừ. Không, tiền dư quá đi mua giày, mua dép suốt ngày. Đã đóng cái đóng trong nhà đó, cũng mua nữa. Ừ. Nhưng má kỳ quá à. Tiền con mua thôi. Đứt sắc luôn. Ừ. Tao là tao hết nói nổi mày vậy đó. Hả? Mới trắng lên con đâu gà đó.
hả? Con cái trái bị ghép bị dài để bạn bạn ăn uống gì nè. Với hạt để nó khô á, mới để nó xíu đi. Mấy bữa sau. Kệ đi má ơi. Giết hả? Có gì đâu. Trời ơi. Má không? Mày nói có sai đâu. Mấy bữa. Ý à, má kêu con cái gì không? Ý mà chạy là bà Tám mua tao bịch muối bọt coi trời ơi hết trơn muối rồi lấy gì đâu làm đồ ăn cơm. Trời ơi nó ơi bữa nay bà Tám đóng cửa tao đi nhiều chuyện đâu đó không biết nữa đây về tiệm mất tiêu rồi. Bà Tám đóng cửa chạy cái chợ mua giùm tao bịch muối coi. Đi lên đi mày, về làm đồ ăn nữa. Bây giờ chúng đang dọn đóng cửa chưa xong gì trơn nè. Còn chỉ cá không sai được gì trơn á. Tự tao đi mua luôn nè mày. Mệt mỏi à. Nó về lại hả? Thấy tao cái chỗ mai đồ chết luôn nè nhanh lên đi mày. Rõ nè má, mà má mua gì vậy dữ vậy? Có mua được gì đâu nè. Trời ơi, mua rau không nè, thấy chưa nè, ớt nè, rau nè, các thứ không nè, có gì đâu. Chứ mua đâu con cua đồng nè. Chứ mấy thằng tép bạc về để ăn bậy bạ thôi chứ có gì ăn đâu mày ơi. Ba có ba quỷ cua đồng với tép bạc rẻ tao mua thôi đó. Chứ có gì đâu. Thì hồi nãy đi ngang thấy nhãn của bà sáu em với xài của bà sáu em á, nó quằn quá trời quằn, sợ gãy nhánh lên tao lặt bớt. Tao tỉa giùm bớt chứ có gì đâu, nó có chôm đi nè, tỉa giùm. Ủa mà má có mua muối hả? Hiểu luôn. Nỗi khổ thầm kín của chị em buôn bán. Cám, trời đi chợ ra kêu đi chợ hả? Rồi vô đây mở hàng giùm chị nữa nè. Vô nữa hàng chị nè. Ủa chị, trời ơi, em tưởng giàu lắm mà. Ai về cuối cùng đi bán đồ chợ hả chị? Trời cứ khéo đùa nói chứ. Mở hàng giùm chị đi, trời ơi, nghe nói mày mở hàng mát tay lắm không? Mở hàng đi chị bán rẻ cho, nay có tắt nè. Có cái cây nè, vô mở hàng giùm chị đi cứ. Rồi, tôi ủng hộ, tôi mở hàng cho nè, mất mệt nè. Bí à, bí về nấu canh ngọt mát lắm nha. Rồi đi, cái bí đi. Với đậu nè, về xào xào cho con ăn, con mát làm mát giảm mẹ ơi. Đi, lấy rẻ cho, trời ơi, tao bớt cho. Bữa hàng tao bớt liền. Chị lấy em này đi. Rồi cái này của cưng là 25 ngàn thôi, chị lấy, chị mày lấy 20 thôi. Bữa hàng bớt 15 ngàn luôn. Bữa nay bán hết sớm chị. Nay tao bán hết sớm. Trời ơi, nhờ bay bữa hàng không, nay bán rồi cái 15-20 phút hết trơn đồ ăn à. Và ơi Úc đi chợ sáng sớm hết cưng. Trời ơi, nay vô mở hàng chị đó nè. Thôi mở hàng giùm chị đi, chị bắt rẻ cho. Nè ăn đậu không? Đậu đây là đậu nhà chị cầm luôn. Đậu về em phải lặt nữa, trời ơi, còn xào nữa. Tới chiều mới ăn thôi, mình biến á. Thôi về ăn bí đi, bí bán nè. Bí về phải nấu canh nữa, mình biến lắm, không thấy đâu. Nè bắt không nè? Bắt nè, bắt thì bắt tiếp nhà chị cầm luôn, thân nhà chồng mới hấp sáng cái lộn luôn nè. Thôi bắt ăn dính răng lắm, em mua đâu. Chị ủng hộ chị mày coi, trời ơi, buôn bán mà mở hàng đi cho bớt cho. Em là tính em là phải mua ủng hộ chị, em mở hàng chị. Tại tính em mở hàng đắt lắm, em mở hàng chị phải nhiều nhiều xíu hơn. Em 2.000 ớt hiểm. Hả? Ớt hả? 2.000 ớt vậy? Thôi mua thêm đi cưng, mua thêm đi, mua thêm đi cho rẻ cho. Vậy khó bớt lắm, mua thêm đi cưng, mua thêm đi. Này bán luôn, bán lại nhiều trơn á, mua thêm đi. Thôi 2.000 được rồi, em muốn ăn nhiều, 2.000. Vậy thôi thì coi như mở hàng đi hết cưng, mở hàng may mắn hả cưng, mở hàng may mắn à. Thì may lắm. Ủa? Tối đâu vậy hả? Trời ơi. Khi bạn làm thợ trang điểm ở dưới quê. Quấy nhà mình làm cái giống mày bận đồ được mà mày giúp kỳ cục mày. Trời ơi, tao nói cho mày nghe nha. Mày đi làm mày bận đồ chứ có được rồi. Mày để đôi dép ở ngoài. Chúng nó lấy mất mày hiểu không? Mày biết nào? 15.000 ba đôi. Mày mất cỡ nào mày cũng không sợ. Biết đâu cô dâu đưa mày đôi dép mới. Xịn hơn luôn sao? Ngu cái gì mày? Tao ngu thiệt. Thôi đi về. Ủa mai đâu vậy? Tôi đi làm tóc mày ơi, tóc giúp tới nơi tóc dài nhìn mệt quá à, tôi đi làm tóc mới. Chị gái, trời ơi, nay chị đẹp quá trời luôn, nay chị muốn làm tóc sao làm cho nè. Làm sao đẹp đẹp cưng, chị giao cưng hết, chị đâu biết gì đâu, trời làm sao đẹp đẹp cưng. Vậy chị cắt tóc ngắn đi, cắt tóc ngắn hợp với chị ơi, trời mặt chị đàn ông với bà luôn kìa. Ôi trời ơi, nghĩ sao mặt chuyện vậy mà cưng kia đi cắt tóc ngắn. Cắt tóc ngắn nhìn mặt chị giống cà xanh lắm, chị ghét con đó cưng ơi, chị không chịu đâu, cắt khác đi. Ủa em cũng ghét con đó thôi, đừng cắt tóc ngắn chị ơi. Mà chị cắt muốn cắt sao? Cắt xong được chân á. Chị cắt tóc ngang dai đi, chỗ cắt ngang dai giờ cắt má cũng đẹp lắm như Lisa luôn á chị. Ôi nhìn về có kỳ quá không vậy, không chịu chịu đâu, cắt vậy cho mẹ hàng xóm chị chịu chịu đâu. Trời đất ơi, cắt cái đầu như chó cà thì chịu chịu đâu, cắt khác cưng. Chịu chịu ai vậy, chị muốn làm sao chị nói đi em làm đi chị. Chị nói đi em làm đi chị nha. Thì chị nói gọi cứ muốn làm sao làm đẹp được rồi, chị không có yêu cầu đâu, chị thiệt chị không yêu cầu. Uống đi chị, uống đi rồi cái chị nhuộm lên là nó đẹp lắm, nó sáng như là nhìn nó trẻ trung với chị. Thôi chị không thích đâu này đâu cưng ơi, trời ơi làm tóc để về trang ổ gà mà chị nuôi nhà vậy cưng ơi, không được đâu, làm khác đi. Chịu nữa hả?
Vậy chị, chị muốn sao chị nói đi em làm cho. Chị muốn sao, chị muốn nhuộm màu gì chị nói đi em làm cho. Trời ơi, cứ muốn làm sao cũng làm, chị là chị không có yêu cầu, hỏi chân làm đẹp chị là được rồi. Vô tay em phải không? Rồi ok chị luôn. Ê ê ê, hả, thấy sao, thấy sao? Nhìn giống gái Mỹ chưa, gái Mỹ đó. Trời ơi, quất cái đầu vậy Trang mà ngoại vậy má. Trời ơi, nào người ta đẹp vậy giống bà ngoại mày là sao? Nhìn kìa có ghét gì đâu. Nhìn kìa nó tao vậy hả?